Em phương xin chào tất cả các bác đang xem video của em ạ các bác có biết em đang đi đâu không ngày hôm nay em có một cái trải nghiệm mới lần đầu tiên em mặc bộ quần áo bắt ong và trải nghiệm bắt ong thực tế đấy các bác nhé những bác nào mà chúng ta muốn theo dõi video của em các bác nhớ là ấn theo dõi kênh và xem video của em nhé các bác à, với những Bác nam giới thì thực sự công việc này rất là đơn giản nhưng với em lần đầu tiên em trải nghiệm nhưng thực sự một điều là mặc cảm mặc bộ quần áo này em thấy rất là bình thường, rất là ok. Và bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm thì các bác ấn vào số điện thoại em đang để góc trái màn hình. Nếu như bình thường những bác nam giới khác mặc bộ quần áo này thì em nghĩ là không cần phải hỗ trợ đâu, nhưng em lần đầu tiên mặc cũng sẽ rất nhiều bỡ ngỡ và có nhờ đến anh bạn cùng đồng hành trợ uh, giúp việc uh, kéo khóa và đóng nhám và thực sự một điều là để trải nghiệm mặc bộ quần áo này thì cảm giác thời tiết hiện tại bây giờ bên em đang là 37 đến 40 độ nhưng nó em thấy nó cũng rất là bình thường và những bác nào chúng ta có nhu cầu sử dụng quần áo này vào việc bắt ong vào việc đi săn thì các bác hãy liên hệ với shop của em nhé và bây giờ bác các bác muốn trải nghiệm công việc bắt ong của em không ạ chúng ta hãy theo dõi video của em và trải nghiệm cùng em nhé là chúng ta lên đường thôi net go và các bác nhớ chờ kết quả của em nhé xin chào hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ